sẽ quay thầy hướng dẫn luôn. Bây giờ gặp một cái đề như bài mấy mốt mình thi, mình sẽ có cái đề như bài luôn. Theo dõi nha. Đầu tiên là các em sẽ tạo một thư mục số tự họ tên của mình. Thầy ví dụ như ở đây thầy tạo thư mục này, cái này là thầy thầy chỉ lớp khác nè, bây giờ thầy xóa thầy làm mới luôn á ha. Giả sử một cái thư mục này. Rồi. Các em bấm vào đây, các em new. Thầy giống như thầy chị buổi đó, giống như buổi đầu tiên mới học luôn á. À, rồi giả sử cơ sở dữ liệu các em, có thể là các em ghi là tên các em cũng được. Dường như Nguyễn Văn A chẳng hạn ha. Đi thi mà ai không tạo tên như vậy thì coi như không có điểm. Rồi, chọn nơi là lưu trữ. Rồi, chọn ổ đi D, thư mục tên mình luôn. Bên dưới đây cũng vậy luôn. Đấy nha. Để ý nha, không lưu trên ổ thư mục tên của mình thì đang làm lựa chừng mà bị đứng máy là mất luôn á. Ok. Rồi, trong đây mình sẽ tạo hai cái bảng dữ liệu theo cái đề này, ba bảng. Lưu ý nè, mình sẽ tạo bảng tra trước, nghĩa là bạn nào có những cái khóa đi vào. Ví dụ như bạn loại nhân viên trước chẳng hạn. New nè. Rồi, ví dụ như mã loại nhân viên. Rồi, kiểu N và cha. Cái này là 8 nha. Tiếng em nhìn vô đề. Cái này do hôm qua thầy mà hướng dẫn lớp kia. Thầy nhớ rồi. Tên loại nhân viên. Bạn nào mà không thấy màn hình thầy coi biết, coi màn hình bạn nhé. Rồi, N3T200. Rồi, sau khi mình tạo xong cái này, mình bấm vào đây, mình bấm vô cái khóa. Giống như hướng dẫn cho người mới học á. Rồi, tắt đi. Thì ghi ở đây là loại nhân viên. Đó. Ok. Rồi, mình nhấn chuột phải ở đây, refresh, là mình đã có một bảng chưa. Rồi, tiếp theo mình nhìn vô đề, mình tạo cái bảng là phòng ban, mã phòng ban, tên phòng ban, mô tả. Rồi, lại nhấn chuột phải, new table tiếp. Rồi, mã phòng ban. Rồi, N va cha 8. Các em thấy là lúc nào mà thầy cho các em thi là thầy đều dạy, đều ôn cho các em, cho các em làm quen ha. Rồi, tiếp theo là tên phòng ban. Rồi, N va cha bao nhiêu để nhìn theo đề nha. 50. Rồi, mô tả N va cha là 200. Rồi, mình bấm vô đây một cái, mình tạo khóa luôn và mình thoát đi. Yes. Ở đây mình ghi là phòng ban. Rồi, nhấn chuột phải refresh là mình thấy cái phòng đang đây nè. Rồi, cuối cùng là mình tạo cái bảng là nhân viên. Rồi, nhấn chuột phải new. Rồi, mã nhân viên nè. N va cha 7. Tại vì thầy sợ có nhiều bạn á, không biết làm nữa. Nên là thầy làm đến mức như vậy luôn đó. Cái này tính ra là dễ. Họ tên nhân viên. Là va cha 50. Rồi, mã phòng ban. Rồi, cái này là N va cha 8. Rồi, mã loại nhân viên N va cha 8 luôn. Rồi, cuối cùng nhìn vô cái đề cái còn gì nữa. Ngày công là kiểu in. Các em thấy đây không? Ngày công kiểu in, công nhật là kiểu số thực. Ngày công kiểu in nè.
công nhật là kiểu số thực chứ. Rồi sau khi mình tạo cái này xong, mình lại bấm ở đây mình tạo quá chính đó. Rồi mình sửa, chúng ta hỏi cái này mình lưu thành bảng gì, nhân viên, thấy chưa. Rồi nhấn chuột phải. Rồi sau khi mình làm xong cái này, mình mới tạo cái sơ đồ quan hệ nha. Mình bấm vô ngay đây nè, new. Rồi chọn hết ba cái này, bấm S. Rồi trong quá trình mình làm, bắt đầu đối với má phòng ban, lúc trước đây mình kéo vô cái má phòng ban nè, mình thấy hai bên là phòng ban luôn. Ok, ok. Rồi bên loại nhân viên, kéo loại nhân viên đó. Rồi mình cũng có thể chuyển sang chế độ hiển thị kiểu như vậy, nhấn chuột phải. Cái này có chỉ các em rồi đúng không đó. Hoặc là chế độ này để gì, mình có thể sửa dữ liệu trực tiếp trên đây cũng được, chứ không nhất thiết là phải để chế độ kia đâu. Và lưu ý như vậy một cái, mỗi lần làm xong này bấm vào đây là lưu nè, bấm vào cái biểu tượng này là lưu thích. Rồi có nhiều lúc á các em, trong quá trình các em làm á, các em sửa, nhưng mà giả sử nó không cho các em sửa thì lưu ý, nếu mà không cho sửa mình sẽ chỉnh ở trong đây để mình sửa thoải mái. Nếu mà trong trường hợp sửa không được nha, các em vào trong tool nè, các em chọn như thế này, các em bỏ, các em vào chỗ design này nè, các em bỏ này đi, thì từ về sau này các em muốn sửa bài cũng thoải mái luôn. Nếu mà các em bị lỗi mà không sửa được thì các em vào trong đây. Rồi đó là cái việc tạo bảng dữ liệu. Bây giờ các em sẽ nhìn vô cái đề, các em tạo thầy bảng dữ liệu này trước và nhập dữ liệu giả vào đây. Rồi bây giờ thôi thầy nhập dữ liệu giả cho luôn. Lưu ý nhập dữ liệu giả, tại vì còn thời gian rất là nhiều. Mình sẽ nhập cái bảng cha trước, nghĩa là bảng phòng ban hoặc loại nhân viên trước. Nghĩa là thầy có nói rồi, những cái nào mà mũi tên á, nó cái chìa khóa nó đi vào đó thì nó là bảng cha nha, nhớ nha. Rồi bây giờ thầy sẽ nhập theo cái đề nè, mình nhập giả thôi, giả sử loại nhân viên, rồi loại nhân viên 1, loại nhân viên 2, nhập giả thôi. Thôi thầy nhập loại nhân viên trước nhé, nha. Loại nhân viên 1, cái này cũng ví dụ như loại nhân viên 1 luôn, mình đang giả thôi. Rồi đó, giả sử cái này loại nhân viên 2, nghĩa là thầy copy á nghe không. Rồi ví dụ như cái này loại nhân viên 3, rồi tương tự vậy loại nhân viên 4. Rồi tương tự, sau khi làm cái này xong á các em, cái này tắt đi, các em phải nhập bạn nào nữa, bạn phòng ban trước. Ví dụ như đây là phòng ban 1. Rồi phòng ban 1 mô tả, ví dụ như ABC gì đó. Khi các em làm xong cái này, các em bấm ở đây, giả sử đây phòng ban 2, mình nhập giả thôi ha. Rồi giả sử cái này phòng ban 3, các em thấy là thầy nhập bạn cha trước đúng không. Cái này phòng ban 4, như là cho những ai mới học á. Rồi tiếp tục là mình nhập bảng dữ liệu cho bạn nhân viên nè. Rồi lưu ý như vậy nè, mình mở lên, mình nhập dữ liệu bạn nhân viên, nhân viên nha. Rồi ví dụ như là nhân viên 1, họ tên là ví dụ như Nguyễn Văn A. Rồi các em nhớ là các em phải nhập cái mã phòng ban trùng với cái mã phòng ban đã nhập bên đây rồi nha, đã tồn tại trong đây, các em nhập không đúng là sai. Loại nhân viên cũng vậy, giả sử thầy lấy thầy mới nhập là loại nhân viên 1 mà các em nhập loại nhân viên 5 không có là báo lỗi liền nha, kiểu như ngày công là 200 ví dụ như vậy, công nhập là 20.000 ví dụ như vậy. Các em để ý nè, giả sử mình nhập 5 đi nó không có, báo lỗi liền, thấy không? Chú ý như vậy nha, nghĩa là mình chỉ được nhập gì, những cái gì nó có ở bên trong hai bảng này thôi. Rồi khi mà các em nhập được cái này xong, giả sử cái này là sửa lần 2, cái này là B, thầy ví dụ như vậy, cái này phòng ban 2 đó, thầy ví dụ như vậy. Rồi lại dán qua đây, nhân viên 3,
phòng 33